Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuần tới sẽ tới thăm Việt Nam để bàn chuyện Biển Đông, theo loan báo của Bộ trưởng Truyền thông Philippines ngày 22 tháng 9. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Lào, ông Duterte từng tuyên bố không muốn nêu lên vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc trong các cuộc thảo luận với các nước ASEAN. Giới phân tích cho rằng chuyến thăm nhằm trấn an và tranh thủ sự ủng hộ của Việt Nam để không bị cô lập hóa vì những phát ngôn gây nghi ngờ về lập trường của Philippines. Nhà nghiên cứu Biển Đông Ngô Vĩnh Long từ Đại học Maine, Hoa Kỳ. Việt Nam có bờ biển dài nhất trong khu vực, có quyền lợi nhiều nhất trong khu vực. Cho nên nếu mà không có Việt Nam ủng hộ Philippines trong lúc này, thì có lẽ là Philippines sẽ bị các cái nước khác cô độc hóa. Thì bây giờ là giữa Việt Nam với Philippines phải làm sao để cho mọi người thấy rằng hai nước cùng nhau bảo vệ quyền lợi không những của nhau nhưng mà của tất cả các nước khác trên thế giới và trong khu vực. Theo lịch trình, Tổng thống Philippines sẽ tới Việt Nam ngày 28 và 29 tháng 9. Dự kiến ông cũng sẽ thăm Trung Quốc và Nhật Bản sau đó. Hôm 22 tháng 9, ông Duterte tuyên bố, nếu tới Trung Quốc, ông sẽ đòi Bắc Kinh trao trả quyền đánh cá cho ngư dân Philippines trong khu vực có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.